Xin chào các bạn. Đây là đang đấu dàn máy bơm làm mát mái tôn nhà xưởng. Đó. Đây. Anh này đang đấu đây. Đó. Đây là đang lắp hệ thống máy bơm bơm mát trên nhà xưởng. Ai cần thì cứ truy cập website hanbunnuoc.com. Đây là máy bơm hai đầu nha các bạn. Đấy, quy trình làm mát nhà xưởng, bơm lên nhà xưởng làm mát máy tô. Đây là hai bồn chứa nước này. Một quả 3.000 lít, hai quả 6.000. Ăn thở xiết, con máy bơm rất cực khổ. Đó, quy trình đấu máy bơm hai đầu, một đầu hút và một đầu đẩy. Đó, hai đường kia là đường hồi. Nước bơm lên mái nhà xưởng. Cho các bạn xem tủ điện hoạt động nhé. Đây. Nhà máy bơm 4 con. Đây, đường ống dẫn lên mái nhà xưởng này. Rất là mát luôn. À. Ai đang ghép? Đây là đầu đẩy lên đấy. Đây. Đầu đẩy lên. Hút. Đây đầu hút này. Đầu đẩy lên kia. Bốn con. Rất là bài bản. Chúng tôi đã đấu xong 3 con rồi. Còn một con này nữa.
chúng ta đang gắn đường hồi của nó đó. Đây là máy bơm hai đầu. Xong nhé, bây giờ là bác vào đường bơm lên mái nhà xưởng. Đấy. 2 bồn chứa nước 6.000 lít và 3.000. Giờ gắn nào. Đấy là đầu đẩy nha bà con, đẩy lên mái nhà xưởng. Đầu này đầu hút này gắn vào bồn này, đây gắn vào cái đường này, đầu hút cho vào luôn, khỏi căn nó mà hàn đấy cả. Thử ra cho nó hoàn chỉnh dép rồi phải bán. Hai. Đấy đường đẩy nhá. Đường hút bên này gắn thêm mấy con nữa là ok. Rồi, ok. Chào các bạn nhá. Xong rồi nhá. Các bạn cần thì cứ truy cập website hanbonnuoc.com và sửa bonnuoc.com nhá.